Đây là buổi 2 của series làm dropship năm 2023. Hôm nay chúng ta sẽ học làm store. Thì các bạn có thể nhìn vào màn hình. Như các bạn thấy, mình tìm được một sản phẩm là cái bàn chải cho mèo ở trên Media. Và mình có thể tìm được đối thủ của nó. Và mình có thể tìm được sản phẩm đấy ở trên AliExpress, sản phẩm y hệt tương tự. Đó chính là cái này. Nghĩa là khi tìm sản phẩm ấy là mình sẽ tìm cái ở trong clip, được chưa? Mặc dù là cái thằng chủ cái ad này này, cái này là nó hơi sai, đúng không? Như các bạn thấy trên clip ấy, nó là có cái tai mèo. Thì mình tìm đúng cái mà có cái tai, là đúng hình bàn tay này để mà mình bán. Mình không cần quan tâm đối thủ của mình nó như thế nào, ok? Như các bạn có thể nhìn là chúng nó làm store rất là xấu. Và cái giá thành chúng nó bán sản phẩm này ấy, thì khá tin là chúng nó scam. Nếu mà ai không hiểu là scam các thứ là như thế nào thì có thể xem cái clip mà mình nốt ở đây. Đó, hoặc là mình sẽ để link ở cuối cái video này để cho các bạn xem. Thì sau khi tìm được sản phẩm rồi ấy, chúng ta sẽ bỏ vào store qua cái app DSer mình đã chỉ ở clip đầu tiên. Các bạn sẽ bấm vào, đầu tiên các bạn sửa tên ngắn lại thành cái tên như thế này. Và tiếp theo là tất cả những ảnh này các bạn sẽ phải tải về. Các bạn bấm vào và các bạn tải về ở chữ download này. Đó, thì sau đấy các bạn lưu vào một cái file, là một cái file như thế này. Ví dụ đặt tên đây, Cardbrush, đấy chính là bàn chải cho mèo. Và trong file ảnh chúng ta sẽ có những bức ảnh như này. Tất cả những bức ảnh chúng ta tải về hoặc là chúng ta edit ra, chúng ta sẽ để trong này. Và đương nhiên là còn có cả clip, những clip ngắn chúng ta đã edit và GIF chúng ta đã làm. Được chưa? Thì tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn là làm những clip này, tìm những cái clip này kiểu gì và tải chúng nó bằng cách nào. Điều đầu tiên chúng ta phải quan tâm tới là cái ảnh của cái sản phẩm nó đã nổi bật và nó đã đẹp chưa. Ví dụ chúng ta có một bức ảnh ở đây. Đây là một bức ảnh gọi là nhìn khá là bình thường và nó không tạo nên một sự nổi bật gì cho sản phẩm cả. Thì chúng ta phải sử dụng một cái app nó gọi là Canva.com. Cái app này sẽ giúp mọi người có thể edit ảnh theo ý mà mọi người muốn. Thì bây giờ mình sẽ edit cái bức ảnh này lại. Đầu tiên là mình sẽ cắt nền cái ảnh này đi. Đó, mình sẽ lấy đúng ảnh sản phẩm thôi. Và tiếp theo có thể mình sẽ đổ bóng cho nó một cách là đơn giản một chút. Ví dụ đổ bóng như thế này. Giờ và mình sẽ cho nó zoom lên một tí. Và tiếp theo là mình sẽ cho một ảnh con mèo vào ở bên cạnh. Thì mình sẽ lấy một cái khung như này. Ví dụ như là image placeholder. Và mình sẽ làm một cái khung rất là đơn giản ở bên cạnh nó. Ví dụ như là cái khung này. Đó, và mình tìm ảnh một con mèo và mình bỏ vào. Rất là đơn giản như vậy thôi. Mình tìm khác ở đây. Và mình bỏ một ảnh con mèo vào. Ví dụ như thế này. Hoặc là một con mèo có nền màu tím. Thì mình có thể search là purple. Để nó có một cái sự đồng điệu về màu sắc. Đó. Một cái sự đồng điệu nhất định về màu sắc. Và có một cái điểm nhấn nhất định. Có thể là như này. Không vấn đề gì cả. Ok. Mọi thứ mình sẽ zoom lên một tí. Cái này mình cũng sẽ zoom lên một tí. Và ta-da. Đây là cái bức ảnh mà sau khi chúng ta đã edit xong. Bức ảnh này là một bức ảnh rất là quan trọng. Bởi vì đây sẽ là bức ảnh đầu tiên mà khách hàng thấy. Khi họ vào store của mọi người. Khi họ vào store của mọi người, nếu họ thấy những cái bức ảnh như thế này, họ sẽ bị tụt hứng. Cái vấn đề của chúng ta là nhiều người ấy, họ làm quảng cáo tốt, nhưng mà khi vào store ấy, cái hứng thú của khách hàng khi mà họ xem quảng cáo ấy, họ không hề giữ được. Nghĩa là đang xem quảng cáo rất là vui, rất là nhộn, vào store cái là thấy bị chán ngay. Thì thường thường những cái điều thế ấy, nó sẽ làm cho bạn không bán được hàng. Và sau đó chúng ta tải ảnh này về và chúng ta download rất là đơn giản. Đó, và chúng ta upload ngược lên lại trên này để mà chúng ta sử dụng. Ok, chúng ta đừng xóa ảnh nào đi vội. Tí nữa chúng ta sẽ xóa ảnh thừa sau. Còn giờ là chúng ta chỉ thêm những cái bức ảnh mà chúng ta muốn thêm thôi. Và chúng ta sẽ thay thế ảnh này vào đây. Ví dụ các bạn thấy không, cái này là cái màu tím đúng không? Mình sẽ đổi cái ảnh của cái màu tím đi thành cái này. Và đó, từ đấy khi khách hàng vào, họ sẽ thấy cái ảnh này khi họ bấm vào màu tím. Và đương nhiên là chúng ta sẽ làm tương tự với cả màu vàng và màu xanh. Nói chung là các bạn nên ở trong store, các bạn nên để ít màu thôi nha các bạn. Các bạn nên để là cùng lắm sản phẩm của các bạn có tầm 3 màu là tối đa. Mình khuyên các bạn không nên để nhiều màu quá. Bởi vì là khách hàng khi họ có quá nhiều sự lựa chọn ấy, thường họ sẽ không chọn cái nào. Tiếp theo chúng ta sẽ xóa bớt tất cả những ảnh này đi. Đây nó gọi là những cái mà cơ bản mình muốn chỉ cho các bạn thôi. Các bạn sau khi các bạn tải hết những bức ảnh này về rồi, các bạn xóa hết đi. Xong rồi chúng ta sẽ vào phần chính gọi là phần theme. Đây ở online store các bạn sẽ có theme. Đây theme mặc định là theme drone. Các bạn bấm vào Customize. Đây các bạn sẽ thấy đây là cái theme nó cho các bạn. Về phần homepage thì mình sẽ bỏ qua. Phần homepage thì nói chung là các bạn có thể edit thế nào cho nó sạch đẹp là được. Cái phần quan trọng nhất ấy, khi mà khách hàng bất kỳ ai cũng sẽ nhìn vào ấy, đấy chính là phần này. Đây chính là phần sản phẩm. Và khi các bạn chạy quảng cáo, các bạn chạy ad ấy, các bạn cũng đem người ta trực tiếp tới cái trang sản phẩm này. Và người ta sẽ từ cái trang này, người ta sẽ đánh giá xem ok, cái store này có thú vị không, có hay không, có đẹp không, và có đủ đáng tin để mà mình bỏ tiền vào store này không. Đó, và cái quan trọng nhất chính là trên mobile nó nhìn như thế nào. Và phần này chúng ta sẽ có những cái ở góc bên trái màn hình, nó gọi là section.
thì các bạn bấm vào session. Thường thường ấy, một cái store nó nên có bố cục kiểu như thế này. Nghĩa là các bạn phải làm store theo một cái tư duy là các bạn phải tôn trọng khách hàng. Có rất nhiều người làm dropship ấy, họ làm store ở một cái level rất là xấu và rất là thấp. Nhưng mà họ vẫn mong là gì? Là khách hàng, những người bình thường, họ vào store họ vẫn mua của họ. Nghĩa là họ vẫn trả tiền cho họ. Và cái điều đấy thì thường thường nó sẽ không xảy ra. Các bạn hãy tự nhìn vào bản thân các bạn khi các bạn đi mua hàng ấy. Bởi vì là những người mua hàng này cũng là các bạn thôi, không khác gì các bạn cả. Nếu mà cái quá trình mua hàng của họ, họ thấy là gì? Ôi store này thật là xấu, ôi store này không có thông tin gì cả, store này không có một sự thú vị nhất định, thì đương nhiên 100% mình đảm bảo với các bạn là họ sẽ out ra khỏi store của các bạn. Nên cái store của chúng ta nó phải thể hiện được một cái độ chuyên nghiệp nhất định, một cái độ đẹp nhất định. Và chúng ta, mọi cái chữ chúng ta viết ấy, nó phải có ý nghĩa để mà khi người ta đọc, người ta sẽ hiểu thêm về sản phẩm. Thường thường cái bố cục cơ bản nhất mà mình sử dụng đấy chính là như thế này. Các bạn thể sắp xếp lại. Thường thường bố cục cơ bản nhất mình sử dụng nó là như này: product information, image with text, multi column và hai cái image with text nữa. Và cuối cùng mình có thể thêm một cái phần là collapsible content, là cái này. Đó, cái này nó sẽ là kiểu cho Q&A, câu hỏi và câu trả lời. Ok, và xong chúng ta bấm save. Tiếp theo là mọi người cần phải làm ra một cái nốt trông như thế này. Đây chính là cái nốt của mọi người, nó sẽ trông như thế này. Nghĩa là mọi người phải tìm được ra, ok, cái sản phẩm của mọi người có những cái selling point gì, có những cái điểm gì thú vị. Ví dụ nếu sản phẩm của người kêu, đúng không, là đáng yêu, mọi người phải làm store mọi người theo một cái xu hướng là gì? Là store mọi người phải đáng yêu. Nếu mà nó tiện lợi cái thứ thì ok, trong cái phần mô tả sản phẩm này này, trong những cái chỗ này, mình phải có một cái gì đấy mình nói về sự tiện lợi. Có thể dùng mỗi ngày, đúng không, mình sẽ phải cho tính năng đấy vào. Làm mèo thoải mái dễ chịu, mình cũng sẽ phải cho vào. Các tính năng được sale trên AliExpress, tức là sao? Tức là bạn đọc cái mô tả trên Ali này này, xong rồi bạn thấy là ok, nó có những cái gì ở trên này, và bạn thấy là ok, nó có những cái gì thú vị. Ví dụ như đây, nó giải thích về cái bàn trải này, nó giải thích về cái này cái kia, đấy, nó so sánh các thứ, thì các bạn cũng sẽ phải đọc. Và sau khi các bạn đọc, các bạn sẽ thấy là ok, nó sẽ có những cái phần ấy, content thật sự có giá trị mà mình có thể cho vào store của mình. Và tiếp theo là gì? Xịn hơn cái trải lông bình thường. Thì từ những cái này, mình sẽ phải làm sao? Mình sẽ phải tìm kiếm những cái clip đáng yêu, đúng không? Những cái clip thể hiện sự tiện lợi, những cái ảnh thể hiện là sự tiện lợi, những cái clip có thể thể hiện là nó có thể dùng mỗi ngày, những cái clip nó thể hiện là có thể làm mèo thoải mái dễ chịu, đúng chưa? Thì chúng ta biết chúng ta cần phải tìm cái gì thì chúng ta sẽ tìm nó dễ hơn rất là nhiều. Có nhiều người họ không làm được một cái store đẹp ấy, bởi vì là họ không có một cái kế hoạch nào cả. Thì ví dụ ở cái cột này đầu tiên, thường bố cục mình sẽ để như này. Ví dụ cái ảnh đầu tiên ở đây, mình sẽ bấm vào. Và sau khi các bạn bấm vào, các bạn nhìn sang bên này, các bạn sẽ thấy ok, image with text, đúng không? Pair with text, with image, các thứ này các bạn bấm vào. Đầu tiên là image with text, các bạn sẽ bỏ ảnh các bạn vào bên này. Các bạn sẽ thấy phần image ở bên này. Các bạn sẽ bỏ cái ảnh mà các bạn đã chuẩn bị sẵn. Ví dụ như ở đây là mình chuẩn bị một cái nó gọi là GIF. Thì như các bạn thấy, từ một ảnh bình thường, nó có một cái GIF hay hay một tí vào. Đó là nó đã thay đổi cái khung cảnh rồi. Đây các bạn có thể nhìn trên mobile. Đó, nó sẽ trông như thế này. Nghĩa là store của mình ấy, chỉ từ những cái ảnh nó ghép lại đẹp thôi là nó đã làm mọi thứ nó sống động lên rồi. Thì làm ra cái ảnh động này kiểu gì? Đầu tiên chúng ta sẽ vào TikTok hoặc là Insta hoặc là YouTube, tùy mọi người. Mọi người sẽ tìm những cái clip mà mọi người search cái keyword của nó này là bàn trải cho mèo. Và sau rồi mọi người sẽ tìm cái clip ấy, mà trong clip nó thể hiện đúng cái sản phẩm của mọi người. Ví dụ như cái này. Đó. Và một cái tip là các bạn tìm được một clip, các bạn có thể bấm vào cái kênh đấy và xem. Đôi khi nó có rất nhiều clip để các bạn sử dụng. Các bạn có thể dùng những cái clip này mà không gặp một vấn đề nào cả. Và các bạn sẽ lưu nó ở một cái file như thế này, bằng cách là các bạn copy cái link đấy, các bạn bỏ vào cái ttdownloader.com này. Đây là cái mà mình hay dùng. Và các bạn bấm vào, các bạn get video. Và các bạn sẽ bấm vào cái là no watermark, nghĩa là không có watermark. This is why I absolutely hate this cat hair brush. Và các bạn download. Sau khi các bạn đã download, các bạn đã tải về, các bạn sẽ bỏ vào cái file của các bạn, đó chính là cái file này. Và cái chất lượng clip ấy thì thường thường chúng ta sẽ đánh giá theo cái việc là cái clip nó có nét không, và cái clip nó có thể hiện được tính năng của sản phẩm không. Clip càng thể hiện được rõ ràng tính năng của sản phẩm thì tức là một cái clip đấy nó càng có giá trị. Tiếp theo chúng ta có một cái tool nó gọi là CapCut. Và giờ chúng ta sẽ dùng nó để có thể cắt ra những cái clip ngắn ở cái khung mà chúng ta muốn. Thường thường ấy, cái GIF ở trong store ấy, cái này này, thường nó là khung 1:1, tức là khung vuông. Thì ấy, cái clip của bạn khung dọc, việc đầu tiên bạn cần làm là bạn cắt cái clip của các bạn thành khung 1:1. Là các bạn bấm vào, đấy, các bạn cắt thành khung 1:1.
Và xong rồi các bạn kéo lên. Thường là mình né những cái chữ ra, mình chỉ lấy cái cảnh con mèo thôi. Và tiếp theo các bạn bấm vào phần ratio này, các bạn cắt thành 1:1. Đó. Và rồi các bạn tìm những cái cảnh ấy có giá trị, ví dụ như cái cảnh này nó dập dập cái bàn chải chẳng hạn. Xong rồi nó chải chải cho con mèo, xong nó bỏ lông ra. Đó, ví dụ như này. Thì đây là cái khúc mà mình thấy là giá trị. Giả dụ như đây, mình sẽ export nó ra. Đó, mình sẽ đặt tên cho nó, ví dụ như là 1:1. Đây là 1:1 là cái khung nha, xong rồi short, deep chẳng hạn. Đó, thì mình có thể export ra. Và sau khi mình đã export nó ra, mình sẽ dùng giphy.com để create, tạo một cái gif, đó chính là đây. Và tất cả những việc các bạn cần làm là bỏ cái clip ngắn các bạn vừa tạo ra vào đây. Và các bạn bấm continue. Chờ nó load một chút và các bạn bấm continue to upload. Và upload to giphy. Và sau đó các bạn tải nó về, save image as, các bạn save. Các bạn bỏ nó vào cái file gif mà các bạn đã tạo sẵn, đó chính là cái này. Và sau, và rồi các bạn có thể bỏ vào store, bỏ vào bất kỳ nơi nào các bạn muốn. Ví dụ như cái này, các bạn có thể bỏ vào. Đó, và thế là các bạn đã có một cái gif cho store của các bạn. Thì bây giờ các bạn sẽ bám theo cái này. Các bạn sẽ làm cái phần mô tả của bạn và tìm và làm ra những cái gif, những cái ảnh động ấy mà nó phù hợp với những cái selling point này, để các bạn để vào các phần ở trong store. Thường thường ấy, theo bố cục ấy, thì ở trên này sẽ là giới thiệu về sản phẩm ngay từ ban đầu. Tiếp theo ở phần multi column này, mình sẽ đặt 1, 2, 3 tính năng chính giới thiệu về sản phẩm. Và tiếp theo ở dưới này là những cái selling point khác nữa hỗ trợ cho sản phẩm. Các bạn có thể chọn ra những cái selling point nổi bật nhất, hoặc các bạn có thể làm nó dài ra, hoặc là một ô là các bạn nói hai selling point. Cái này là tùy của các bạn sáng tạo, ok? Nhưng cái form tiêu chuẩn cơ bản ấy là nó cần từng này cái. Các bạn có thể làm hơn, các bạn cũng có thể làm rút đi một cái phần gọi là image with text cũng được. Nhưng mà đây là store của mình, nó phải đầy đủ thông tin và có một cái độ thú vị nhất định và hòa hợp với cả sản phẩm. Nếu là store của các bạn là store hầm hố chẳng hạn thì các bạn sẽ phải làm theo kiểu hầm hố. Nếu store của các bạn là store kiểu đáng yêu, các bạn phải làm mọi thứ nó đáng yêu. Nếu store của các bạn là cái kiểu vui nhộn thú vị thì các bạn phải làm mọi thứ nó vui nhộn thú vị. Thì bây giờ mình chỉ cho các bạn thêm một cái nữa, là có thể các bạn thấy ở đây, đây là một cái ảnh. Ảnh này là ảnh mình đã edit, đúng không? Thì cái ảnh này ấy, nó bắt nguồn từ cái này. Nó là xịn hơn cái chải lông bình thường. Thì xịn hơn ở điểm nào, chúng ta cần có những cái. Ví dụ các bạn nhìn ảnh này, các bạn thấy nó chỉ là một cái ảnh, nó thể hiện sự đáng yêu thôi. Thì mình sẽ edit ra một bức ảnh như này, là có một cái sự so sánh. Đây là cái bàn chải bình thường này, đúng không? Và đây là cái bàn chải của chúng ta. Và bàn chải chúng ta là winner. Đây là bàn chải bình thường, có con mèo xinh xinh ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào Canva và chúng ta sẽ tạo một cái table. Đó, các bạn sẽ thấy một đống table ở đây. Các bạn sẽ chọn cái mẫu table mà các bạn muốn. Ví dụ như mẫu này. Đó, các bạn có thể chỉnh nó to, chỉnh nó nhỏ, chỉnh nó kiểu gì cũng được, tùy các bạn. Ok, đấy, các bạn có thể chỉnh từng ô một, kéo lên, kéo xuống, các thứ này. Cái này là tùy ý các bạn nhá. Mình sẽ zoom cái này to lên. Các bạn có thể chỉnh ấy, cho cái graph này, ví dụ là cái độ thích của này to lên cũng được. Đấy, các bạn có thể cái đường kẻ thích lên. Đó, tùy các bạn edit nó như thế nào. Và rồi mình kéo lên. Mình để nói chung là nó vừa vừa thôi. Kiểu tầm như thế này mình thấy là được. Và tiếp theo là mình sẽ bỏ thêm những cái, ví dụ như là nút bấm. Thì nút bấm ở đây mình tìm ví dụ như là green tick chẳng hạn. Mình search green tick, mình sẽ ra những cái green tick, đúng không? Đó, và mình sẽ bỏ những cái green tick vào đây. Đương nhiên ở đây mình sẽ không làm kỹ để cho đỡ mất thời gian. Các bạn nhìn cái này là các bạn đủ hiểu rồi mà, đúng không? Đó, green tick ở đây. Và rồi chúng ta sẽ có là red tick. Đó, thì thường thường ấy là cái sản phẩm của chúng ta ấy, thì nó là sản phẩm sẽ phải là cái sản phẩm chiến thắng. Thì luôn luôn là cái red tick là ở chỗ này, ở bên này. Và green tick thì ở bên kia. Và thường để cho độ công bằng ấy, thì thường mình sẽ là để một cái green tick ở bên này. Thì nó sẽ hoạt động trông như thế này. Một cái con mèo đáng yêu kiểu này vào. Đó, ở đây. Và rồi hai sản phẩm mình để ở đây. Đấy, thì cách edit thì nó rất là đơn giản. Vấn đề nó chỉ là ý tưởng của các bạn thôi. Các bạn có tưởng tượng được ra không? Nếu các bạn tưởng tượng được ra, các bạn biết là các bạn phải tìm cái gì ấy và điền cái gì vào ấy, thì mình đảm bảo với các bạn là cái store của các bạn ấy nó sẽ đẹp hơn 10 lần. Và rồi sau khi chúng ta edit ra được những cái bức ảnh như vậy, chúng ta cũng có thể đơn giản là chúng ta bỏ vào, ví dụ ở đây. Ok, và cái cuối cùng mình muốn chỉ các bạn đấy chính là các bạn viết những cái content này kiểu gì. Thì các bạn có thể dùng ChatGPT, năm nay là năm 2023 rồi. Cái rào cản về ngôn ngữ ấy thực sự nó rất là nhỏ. Thường ấy, cái rào cản của chúng ta chính là rào cản về kiến thức và kỹ năng. Các bạn có thể dùng Google dịch cực kỳ đơn giản. Ví dụ các bạn viết Google dịch ở đây là tôi là một con mèo. Con mèo. Các bạn đảo ngữ tầm 3 lần. Đây, Vietnamese nhá. Các bạn chuyển sang English. Đúng không? Các bạn đảo ngữ tầm 3 lần. Là các bạn viết cái gì nó cũng thành đúng.
Thì đối với cả những người ấy mà không thể nào mà nghĩ ra được content cho store của mình, thì mọi người có thể đi copy content. Ví dụ mọi người có thể đi copy những cái như này chẳng hạn. Mọi người đi copy những cái content kiểu như thế này. Đây là những cái cách gọi là dễ nhất cho newbie, những người mà không thể nghĩ được ra những cái content của riêng mình. Và mình có thể copy rất là nhanh như thế này. Và mình có thể để ở đây. Thế là các bạn có một cái content nó có ý nghĩa, đúng không? Nghĩa là như dù là cái store này ấy, nó có scam hay không ấy, là những cái này ấy, nó cũng phải có nghĩa thì người ta mới bỏ thẻ người ta vào, người ta mua. Kể cả dù nó là 10 đồng, 15 đồng, nó vẫn phải có một cái level nào đấy gọi là ok. Và rồi những thứ cơ bản về làm GIF, làm ảnh các thứ, kể cả là làm ảnh mở đầu để cho cái store mình thú vị hơn, mình đã chỉ cho các bạn. Bây giờ mình sẽ hoàn thiện cái store này và mình sẽ cho các bạn xem là một cái store đủ tiêu chuẩn để bán ấy, nó sẽ trông. Cuối cùng của chúng ta chỉ là chúng ta xếp lại thôi. Thì store này các bạn còn là logo, các bạn còn bỏ thêm review vào, các bạn có thể chỉnh sửa lại phông chữ, phông ảnh các thứ, các bạn làm nó đẹp thêm một chút nữa, tùy các bạn, tùy khả năng các bạn. Nhưng nếu một cái store ấy, một cái theme ấy, nó trông tính từ đây nhá, tính từ đây nhìn cái khoảng này là khoảng quan trọng nhất này, nó kéo xuống nó đủ được như thế này thôi là các bạn đã có thể đưa nó ra thị trường và bán nó rồi. Cái store này ấy, chuyên nghiệp hơn store này chắc phải 5-10 lần. Và chốt lại, đây chính là hướng dẫn cho mọi người làm nào để làm ra một store đủ để bán vào năm 2023. Các bạn phải làm mọi thứ với một cái độ chuyên nghiệp nhất định. Hãy nhớ một cái câu này của mình là các bạn phải tôn trọng khách hàng. Và các bạn phải nhìn nhận mọi thứ, nhìn nhận những thứ các bạn làm ra dưới góc nhìn của một người mua. Nếu chính bản thân các bạn sẽ không mua cái cửa hàng của các bạn, thì đừng bán cái cửa hàng đấy ra ngoài, đừng mong là người khác sẽ mua của mình.